chúng ta cùng nhau dọn dẹp nha. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa cho Tú hạt trứng gà. Xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ rửa. Ta rửa xong rồi, bây giờ mình sẽ đi lấy khăn nhé. Đây, khăn này đã đủ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ấy hết trứng gà vào đây. Xong chúng ta ngấm vào nước mấy phút. Bây giờ mình đã rửa xong rồi, bây giờ chúng ta cần phải bỏ lại chỗ cũ. Bài học của mình hôm nay đã kết thúc rồi. Tạm biệt các bạn.